Lời đầu tiên cho phép Phương Thanh thay mặt cho đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Yên Châu xin được gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý, ban tổ chức, ban giám khảo lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, đến với hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ 21 năm 2024, đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Yên Châu trân trọng gửi tới hội diễn chương trình nghệ thuật với chủ đề Lời Du Chiều Vàng. Chỉ đạo nội dung, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu. Chỉ đạo nghệ thuật, đồng chí Hoàng Hải Yến, giám đốc trung tâm truyền thông văn hóa huyện Yên Châu. Tổ chức thực hiện, trung tâm truyền thông văn hóa huyện Yên Châu. Chương trình có sử dụng các tác phẩm Múa, Sắc Hoa Văn Yên Châu, Tốc Ca Nam Nữ, Chợ Phiên Gặp Gỡ, Múa, Mạ Hương Mù, Hòa Tấu Nhạc Cụ, Âm Vang Núi Rừng, Đơn Ca Nữ, Lời Du Chiều Vàng, trình diễn trang phục dân tộc Thái, màn hát múa xuống chợ của các tác giả nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, nghệ sĩ nhân dân Long Xuân Ái, nghệ sĩ ưu tú Viết Thân, nghệ sĩ ưu tú Ngô Sĩ Tùng, Hồ Hữu Thái, biên đạo Dần Dần, nghệ sĩ ưu tú Lò Hải Lan, Thu Hồng. Và ngay sau đây, chương trình nghệ thuật với chủ đề Lời Du Chiều Vàng xin phép được bắt đầu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nếu như hoa ban là biểu tượng cho núi rừng Tây Bắc, thì áo cóng chính là biểu tượng của người phụ nữ dân tộc Thái. Trải qua bao sự biến đổi của thời gian, những thăng trầm của cuộc sống, nhưng cho đến hiện tại, chiếc áo cóng vẫn còn nguyên giá trị và trường tồn mãi với thời gian. Đang trình diễn trên sân khấu, nhà thí sinh Hoàng Thị Tuyết, 19 tuổi. Tuyết đang mang trên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái đen Vân Châu. Bộ trang phục gồm có áo, váy, thắt lưng, xà tích, khăn piêu, xà cạp và các phụ kiện đặc sắc đi kèm. Áo cóng của phụ nữ Thái có hai hàng quy bướm được thiết kế bằng loại vải nhộn tràm, mang ý nghĩa về sự kết hợp của âm dương, sự trường tồn của sống nòi. Váy do người phụ nữ Thái tự dệt bằng khung cười. Từ đặc điểm của váy mà có tên gọi là xỉn ta lai, xỉn sóng máy. Bộ trang phục tôn lên đẹp giản dị, đoan trang của người con gái dân tộc Thái. Kính thưa quý vị, đang bước ra sân khấu là thí sinh Hoàng Thùy Dương, 20 tuổi, với bộ trang phục tân của dân tộc Thái. Trên cơ sở kế thừa bộ trang phục truyền thống, bộ trang phục này được thiết kế tân với nhiều loại vải khác nhau, kiểu cách hiện đại, cách điệu với nhiều màu sắc rực rỡ. Dù rất kín đáo, nhưng vẫn làm tôn lên nét đẹp đài cát của người phụ nữ Thái.
chẳng cho lòng ai say.